Trần Thiện xin chào quý vị, chúng tôi đang có mặt ở số 350 đường Gagarin thuộc thành phố Toronto để tham dự buổi sinh hoạt của Liên đoàn Vô Vi Nam Canada tổ chức. Xin mời quý vị theo dõi một số hình ảnh do phóng viên của SBTN Canada ghi lại sau đây. Thưa quý vị, điểm đặc biệt hôm nay, ngoài các môn sinh của thành phố Toronto và Mississauga, thì Liên đoàn Canada có sự tham gia của thành phố Calgary và thành phố Montreal. Thưa quý vị, đứng bên cạnh Trần Thiện là võ sư Nguyễn Hữu Tô Đồng, là phó chủ tịch của Hội đồng Võ sư Liên đoàn Vô Việt Nam Canada. Xin chào ông và xin ông cho biết sơ lược về hoạt động của trung tâm Calgary. Trung tâm Calgary thì chúng tôi mở cửa đó một tuần 3 ngày, có lớp học thứ bảy từ 3 giờ đến 6 giờ thì học 3 tiếng. Cái lớp này thì dành cho trẻ em, và còn cái lớp người lớn thì từ thứ học thứ 3 và thứ 5 từ 7 giờ rưỡi đến 9 giờ. Lý do chúng tôi tổ chức lớp đặc huấn hôm nay là để giảng dạy cho các huấn luyện viên và võ sư toàn cõi Canada về vấn đề võ đạo và võ thuật. Ngoài ra cũng là để kết tình thân hữu giữa các đồng môn và chia sẻ các kinh nghiệm. Lớp này đã được tham dự gồm có là 5 huấn luyện viên từ Montreal, 6 huấn luyện viên ở Toronto và 8 võ sư và huấn luyện viên từ Calgary đến tham dự. Xin ông cho biết thêm về chương trình của hôm nay. Chương trình của hôm nay là chúng tôi giảng dạy về vấn đề kỹ thuật và vấn đề võ đạo. Thì Vô Việt Nam chúng tôi sẽ là dạy 50% về vấn đề võ thuật và 50% về vấn đề võ đạo. Về vấn đề võ đạo, chúng tôi dạy các môn sinh để có một tinh thần võ sĩ đạo, nghĩa là sống trong sạch, trung thực và không có bạo động, và môn sinh không được nghĩa là no drug, no violence, no gang activity, và sống nghĩa là hòa đồng với cộng đồng để trở thành một công dân tốt. Trái tim từ ai vì nước tay thép vung lên, vì tự do anh dũng xung phong vượt trường ngoài xâm chỉ phường hải dân bè lũ lên. Việt Nam vô Việt Nam xa hơn Việt Nam. Xin chào quý vị, đứng bên cạnh Trần Thiện là huấn luyện viên Vinh Trịnh, và xin chào huấn luyện viên, và xin huấn luyện viên cho biết lý do tổ chức lớp đặc huấn hôm nay. Xin chào Trần Thiện. Tôi tên là Vinh Chỉnh, tôi là trung tâm phó trung tâm huấn luyện Vô Việt Nam Việt Võ Đạo tại thành phố Toronto. Cái lý do mà tổ chức ở tại thành phố năm nay đó, thì đây là một cái vinh dự cho trung tâm Toronto. Chúng tôi đứng ra để mà nhận lãnh cái trách nhiệm tổ chức một cái lớp đặc huấn cho tất cả các huấn luyện viên trên toàn cõi Canada về thành phố Toronto của chúng ta tham dự cái buổi tập huấn 2 ngày, ngày hôm qua và ngày hôm nay. Đó là cái lý do mà tổ chức của cái lý do mà tổ chức cái lớp này, bởi vì cái mục đích của tất cả các môn sinh Vô Việt Nam Việt Võ Đạo đó là phát triển cái môn phái, bởi vì môn phái Vô Việt Nam Việt Võ Đạo nó là một cái nét văn hóa riêng của dân tộc của chúng ta, mà tất cả các anh em môn sinh phải có một cái trách nhiệm quảng bá và phát triển cái môn phái. Đó là trên tinh thần đó mà trung tâm Toronto cố gắng đứng ra tổ chức một cái lớp đặc huấn cho anh em. Cái cảm tưởng á, thì dĩ nhiên là cũng có cái điều vui vẻ, nhưng mà cũng mệt. Cũng khi mình tổ chức thì mình phải lo lắng cho nhiều anh em. Thì như quý vị cũng biết, Vô Việt Nam chúng tôi không chủ trương phát triển môn phái nhằm mục đích là thương mại. Mà Vô Việt Nam á,
Với cái tinh thần của anh em môn sinh vô Việt Nam là chúng ta phát triển một cái môn võ của dân tộc Việt Nam. Đó là cho nên đó là tất cả với cái tinh thần đó thì anh em làm việc mặc dù vừa tốn công tốn sức, có thể tốn tiền, đó là chuyện bình thường. Nhưng mà với cái tinh thần đó thì anh em vẫn rất là vui vẻ để mà làm cái chuyện đó. Và không hẳn là chỉ có vấn đề ở tại trung tâm Toronto mà ở các đơn vị khác cũng vậy. Và tôi nghĩ rằng ở trên toàn thế giới khi mà anh em mang cái màu áo của Vô Việt Nam thì đều có cái tinh thần đó. Bởi vì đó là tinh thần của thầy sáng tổ Nguyễn Lộc đã đặt ra cách đây 70 năm, hơn 70 năm. After the two intensive days of training, what have you learned? I've learned a lot working on stances and working on philosophy that my masters teach me so that I can be a good person, a good martial artist, and have a strong body that's both strong and has good technique. Okay. During this time, it's been really hard. We've worked hard and I'm sore all over, hurting every part of my body, bruised all over. But I love it and I'm having lots of fun. Vô bộ môn Vô Việt Nam là của Việt Nam. Thành lập ra là giống như là để mà để dùng cho là thể tạng của người Việt Nam là con trai hoặc con gái đều tập được hết. Dạ. Thì cho nên là nam tập được thì nữ vẫn tập được và rất là đơn giản. Những cái đòn thế để mà mình tập luyện hàng ngày thì không phân biệt nam nữ. Dạ. Theo thiện để ý thì chị mang tới đai đỏ thì chị đã học tới bao lâu rồi? Mình tập thì lúc hồi còn nhỏ, lúc khoảng chừng lúc mình học lớp 6 là cỡ 12 tuổi cho tới bây giờ. Dạ. Đi là đi ta tiến tới cho ngày mai sáng tươi Việt Nam. Trần Thiện, phóng viên của SBTN Canada, tường trình từ Toronto. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong lần phát sóng sau.